Nuôi chó để giữ nhà, chủ xem camera phát hiện lúc trộm ghé thăm thì con Bob đang nằm võng đu đưa ngủ. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc hết giờ làm việc thì tắt hết tất cả mọi thứ liên quan đến công việc. Thế nên giờ đã đến giờ nghỉ nên chú chó đã leo lên võng vừa nghỉ ngơi, vừa đu đưa bản thân vào giấc ngủ. Không lâu sau đó, một thanh niên trùm kính toàn thân từ chân tới đầu thập thò đi vào nhà, đi ngang qua chỗ chú chó đang nằm trên võng. Thấy chú chó không có chút động tĩnh gì, liền ung dung đi thẳng ra chuồng gà, bắt luôn hai con rồi phóng như bay ra cổng, nơi có đồng đội đang đứng chờ. Riết nhiều cái thấy mệt ghê, và bởi vậy nhiều lúc bất mãn cũng nói luôn thiệt tình á. Mặc dù gặp một chút cồng kềnh trong công đoạn trèo qua cổng nhà, nhưng thanh niên vẫn trót lọt thực hiện xong phi vụ và không quên mang đôi dép về. Khoảnh khắc tên trộm phải cực khổ rình rập đi bắt gà lúc giữa đêm, trong khi chú chó giữ nhà của gia chủ thì nằm trên võng ngủ ngon lành, đã khiến cho cộng đồng mạng cười ra nước mắt.